Nhưng mà em vậy là cũng rơi trường hợp sống thử đó mà sống dạ, thử đúng với rồi. Mẹ chồng. Đúng rồi, em sống thử với mẹ chồng. Dạ. Và bây giờ hiện tại trong nhà em là 8 cái camera. Trừ cái toilet thôi. Ồ, vậy rồi. Là em quá ghen đúng không? Nhưng em mà thực ra là ghen nhưng mà không ghen. Không ghen nhưng mà thực ra là rất ghen. Tuần 8 lần. Dạ. Nhưng mà cái đó là tuổi 20 anh. 20 đến 4. Anh Thuận bao nhiêu rồi? 40 thì 4 nhân 9 36. Là 3 tuần 6 lần. Dạ, sốt quá vậy. Thì cái đó là 3 tuần 6 lần quá ít. Cái đó ủa cái... em ghê vậy luôn á hả? Không thể. Ủa đây chị mới thấy em làm gì cái em 5 năm trời rồi chứ em ghê chứ chết. Em 3 tuần 6 lần với anh vậy á. Đương làm gì cái ông báo ông vợ ông có chữa. Cái chữa gì này cái nọ xong hồi cái nói chị ơi vợ em chữa nữa chị. Hoài luôn. Hoài luôn. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Ô! Quốc Thuận chào Quốc Nghiệp. Bữa trước là chè gặp Quốc Cơ rồi, hôm nay gặp Quốc Nghiệp. Mời hai em ngồi. Mời hai vợ chồng em giới thiệu về mình để cho khán giả chương trình Vợ Chồng Son biết nha. Yeah. Mời hai em. Em là Giang Quốc Nghiệp. Em sinh năm 1989. Và hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì Lê Như Ngọc Mai. Em sinh năm 1987, hơn anh Nghiệp 2 tuổi. Và em cũng đang em sống với tất nhiên là anh Quốc Nghiệp là thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở đâu? Rất là serious. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc hiện tại là em giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy thanh nhạc. Vậy bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu một câu chuyện tình yêu, em có thể nào em hát một cái câu hay là một cái điệu nào đó để cho khán giả đây được thưởng thức không ạ? Mai là người miền Trung một chút xíu thì bây giờ Mai gửi gắm cho chồng luôn này. Đây với đây không dây mà buộc em với anh chàng không chuốc mà sao say hỡi chàng chàng ơi là say luôn ông này. Trời ơi. Có phải hồi đó đi diễn và gặp Mai cho nên chính vì cái giọng hát này và chính vì ánh mắt này mà Quốc Nghiệp đã bị mê hoặc bởi cô ấy không? Thực sự ra thì tụi em đi rất là nhiều chuyến giao lưu văn hóa. Tụi em gặp nhau rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ để ý sâu hết á. Nhưng mà có một lần cuối cùng thì Mai nói là chắc chuyến đi lần cuối này là Mai sẽ không đi nữa. Thì Mai nói cái điều đó xong hôm đó tự nhiên em cũng cảm thấy sao á. Nói chung là tự nhiên mình... Ở đâu cái lần đó đi diễn ở đâu? Lần cuối cùng mình đi là hình Đức. Như ở Đức. Xong rồi á cái em nghe cái câu đó em thấy tiếc tiếc sao tự nhiên mình đang đi chung cũng vui ăn uống rồi kia tại vì em hay xách đồ cho mấy bà này còn mấy bà này hay cho đồ em ăn hay đói đó xong rồi á mới xách giùm chị cái chị để ý mình xong mình cũng để ý chị xong cuối cùng chị hỏi ủa Nghiệp sinh năm mấy vậy cái em mới nói là Nghiệp 89 ồ vậy em nhỏ hơn chị em quê rồi đó em là hồi đó giờ em không có thích ai mà xưng chị với em hết á em chỉ nói không Nghiệp chỉ thích xưng tên thôi Nghiệp, có ý đồ cho nên mới để vậy thôi. Nhưng mà còn Mai sao lúc thực sự trong lòng em là bắt đầu em say ảnh từ lúc nào? Dạ chặt lầu lắm. Lúc đầu tiên là hai đứa gặp nhau 2011 là ở Pháp là không có bao giờ để ý vì nghĩ là xiếc thì mình cũng tôn trọng với nhau vậy thôi chứ mình cũng không có để ý lắm. Thì khi ảnh chồng đầu nhau nói sao hai người này chơi dại quá vậy mà ai cũng nói trước là hai người này giỏi lắm. Thì mình cũng nói thì giỏi vậy thôi. Đi với nhau rất là nhiều chuyến nữa thì cứ thấy như vậy thì cũng thấy tội. Mấy cái đợt cuối thấy có vẻ sách vali cho mình nhiều hơn rồi hỏi han lân la đòi học thanh nhạc. Lúc đó là mê rồi đó. Thanh nhạc nha. Học thanh nhạc vì ước mơ ngấm ngầm của anh là được làm ca sĩ. Nhưng mà cái lần đó lý do tại sao mà em lại có ý định là không đi lưu diễn nữa? Bởi vì em nghĩ rằng là cái đam mê của mình, cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ có một cái chừng mực nào đó. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã 27 tuổi rồi. Thì em nghĩ là thôi mình để còn lo nhiều chuyện khác rồi gia đình đủ thứ hết. Năm đó em cũng thi một cái cuộc thi của chuyên nghiệp toàn quốc cũng lần cuối cùng em tham gia luôn. Mai thi cái đợt cuối cùng thì em chạy xe từ đó xuống đó nghe nhưng mà không muốn cho bạn phát hiện được. Xuống đâu? Xuống tới Vũng Tàu lần. Thì tự nhiên em không biết gì hết. Tự nhiên sao thấy một người đứng trước mặt mình chuẩn bị mình lên thi. Trời ơi muốn véo miệng luôn, muốn không hát được luôn. Nhưng mà xúc động không? Anh nói thiệt. Dạ xúc động thì
anh này là vì cái quả đó đó, cho nên mới đánh em một cái là em u đầu luôn đó. Em do dự rất là nhiều, xong cuối cùng là em quyết định em xuống. Xong cuối cùng là khi mà xem xong là thực sự là thấy rất là thương, bởi vì hiểu được hoàn cảnh nè. Xong rồi rất là cảm ơn mấy cái chị ở trong nhóm Mặt Trời Mới đã gắn kết cho em với Mai. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà tụi em có tình cảm với nhau. Đó, đúng không? Trong thời gian mà hai em yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì có một cái em ấn tượng mà để mà em quyết định là sẽ gửi gắm cuộc đời của mình cho ảnh luôn á. 50% là ảnh thôi, nhưng mà 50% quyết định là ba mẹ của ảnh. Là bởi vì một gia đình quá tử tế. Cái đợt đó là em bị sốt xuất huyết rất là nặng. Thì ảnh là đang để ý mà, thì hai người chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì ảnh đợt đó là đi công tác ở đâu, ở Thụy Sĩ. Thì ảnh biết là bị sốt xuất huyết, thì ảnh mới gọi cho mẹ. Mẹ của ảnh nói là bạn con đang bị sốt xuất huyết mà chỉ có ở một mình thôi, thì có gì mẹ xem. Thì mẹ của ảnh gọi cho em, nói là con bị sao rồi, nói là nếu như không có ai thì đi qua đây ở rồi bác chăm sóc cho. Thì không biết lúc đó tự nhiên em qua nhà ông này ở luôn chị. Xong rồi ngủ với mẹ của ông cả tháng trời ảnh đi. Rồi bắt đầu mình mới hiểu cái nếp sống trong gia đình, mà coi mình như con trong nhà vậy đó. Nhưng mà em vậy là cũng rơi trường hợp sống thử đó, mà sống thử với mẹ chồng. Đúng rồi, em sống thử với mẹ chồng. Dạ. Hai đứa nào ghen hơn? Dạ anh này. Anh này ghen? Dạ, bữa nay anh bớt rồi đó, hồi đó anh ghen dữ lắm. Hồi đó lúc mới yêu là ghen dữ lắm hả? Thì bởi vậy anh nó mới đề nghị là hãy qua nhà anh ở. Là để cho mẹ ảnh nó quan sát giùm luôn. Đó. Rồi có khi nào mà ảnh không tin, ảnh gắn camera, ảnh cho người theo dõi. Dạ, nhà ảnh là vì ảnh rất tự tin, là nói em cứ qua nhà anh ở đi, được sự yêu thương của mẹ anh, vì nhà anh tới mười mấy cái camera trong nhà luôn. Em đi đâu làm gì đó, hôm nay em đang làm gì đó. Dạ em ở trong toilet đó anh, không có gắn camera. Hiện nhà tại bây giờ cũng vậy. Nhà em là truyền thống camera. Ba em từ nhỏ, để có được những cái thước phim mà dữ liệu của tụi em hồi nhỏ để mà tập luyện biểu diễn là do ba em hết. Và tới khi mà tụi em lớn, khoảng gần 10 năm trước tụi em đi diễn nước ngoài á, thì ba em gắn những cái camera quan sát cho tụi em đi qua nước ngoài diễn, để mà lúc nào cũng có thể xem được ở nhà đang làm gì để đỡ nhớ nhà hơn. Đúng rồi, đỡ nhớ nhà đó. Chính vì cái đó mà bị ám ảnh vô đầu em, và em thích cái điều đó. Em mua nhà hay là sau đó em cũng gắn camera. Và bây giờ hiện tại trong nhà em là 8 cái camera. Trừ cái toilet thôi. Vậy là em quá ghen đúng không? Nhưng em mà thực ra thường. Là ghen nhưng mà không ghen. Không ghen nhưng mà thực ra là rất ghen. Cho nên chính vì vậy là em quyết định là em cưới Mai liền đúng không? Thật sự tới bây giờ thì tụi em vẫn chưa cưới nhau. Thì em tức là chưa cưới là chỉ là một là hình thức đúng không? Tổ chức thôi chứ đúng không? Chứ còn thực ra là tụi em là đã là của nhau. Được biết là bao nhiêu năm rồi? Quốc nghiệp là hai baby rồi đúng không? Dạ. Thực sự tụi em cũng muốn có một cái đám cưới. Nhưng mà em nghĩ là cái điều đó giữa em và Mai luôn luôn muốn là cái đám cưới đó tụi em cảm thấy hạnh phúc nhất, chứ không phải nó là một cái hình thức để mọi người thấy hay là mọi người như thế nào cả. Tức là cái đám cưới đó nó là một cái dấu chấm để mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự. Đúng đã rồi. Trải qua những cái cam qua trong cái vợ chồng thực sự. Thì cái đám cưới đó nó là một cái ngày ý nghĩa thực sự. Như cái cuộc tình này đẹp quá, chắc cũng có gì để nói xấu nhau không? Không, không vẫn có chứ. Nhiều tật xấu nó mới được đẹp chị ạ. Rồi qua phần thứ nhì luôn. Chương trình đại hội vạch mặt. Anh muốn hỏi nha, anh thấy Quốc Nghiệp là một đứa em mà phải nói rất là hiền. Chắc là không có tật xấu gì đúng không? Cái ngày em vỡ mộng đầu tiên đối với ảnh đó là trời ơi, mình suy nghĩ một lãng tử đẹp trai này kia, thì ảnh gội đầu sạch sẽ và cái tóc của ảnh như một cây dừa. Và em cười không thể nào nhún được. Cái đầu của ảnh là rất nhiều tóc, mà tóc nó dựng hết tất cả đều lên. Vậy giống hả? Như là lực hút của trái đất ở trên trời chứ không có ở dưới đất nữa. Mà nó không phải là nó những cái tóc ở dưới thì nó rớt xuống cũng không luôn ạ. Nó cũng dựng lên. Nhìn giống như Son Goku vậy phải không? Dạ, Son Goku mà bị hư á. Nhìn ghê lắm. Là lạ. Chụp hình lại đưa cho ảnh cũng tự cười cái đầu tóc mà. À, bây giờ còn không? Dạ còn. Ôi hay quá. Đó giờ tại anh chưa bao giờ chiêm ngưỡng được cái mái tóc của em chưa. Sau chương trình sẽ gội đầu cho anh Quốc Thịnh xem. Rồi còn gì nữa? Không, cái đó không phải tật xấu, cái đó là bonus cho cái ấy thôi. Còn bây giờ phải nói về tật xấu cơ. Xấu quá. Tật xấu của ảnh là nói chung là thương vợ thì nói là tật xấu thì rất là kỳ cục. Nhưng mà đây là bị quá cái kiểu mà trước khi mà lấy ảnh là em đã phải học lái xe. Anh không bao giờ cho em cầm lái, anh nói em lái không được đâu. Nói trời em sao mà anh không có tin tưởng gì hết trơn nữa. Tốt nhất á là em ngồi cạnh bên đi, em không bao giờ lái xe được. Cái tật của ảnh là ảnh không có tin tưởng gì mấy cái chuyện đó hết á. Với là một cái rất là khó chịu, nên là chiếc xe của ảnh ví dụ mình mà đi xong là ảnh sẽ xem thử là xung quanh có cái gì dơ không. Có nghĩa là rất kỹ.
quý sạch lắm. Sẽ có sạch sẽ không? Dạ, đúng sạch, không? Người ta thường thường nói đàn ông là không sạch sẽ, nhưng ông này sạch sẽ một cách quá đáng. Ví dụ cái nào quá đáng nữa? Ví dụ ngoài ở trong toilet ra, chẳng hạn, ngoài chiếc xe ra trong toilet chẳng hạn, là lâu mà chiếc mà cái toilet đó mà phải khô, mà phải giống như là muốn để cái gối nó nằm ngủ luôn cũng được. Trời ơi. Khi nào cũng giặt đồ cho con xong là nước lên lá, xong lau khô em ra, em nói trời ơi sao mà anh rảnh quá vậy. Nãy giờ thấy em kể chuyện thật là tốt về người đàn ông này, cứu không quý vị. Ôi còn gì nữa, anh ngưỡng mộ quá đó. Tật xấu của ổng là vậy. Anh ơi anh ăn cái gì? Anh dễ lắm, anh ăn gì cũng được hết á. Không, anh muốn ăn cái gì, bây giờ anh ăn bò hay gà hay gì, nói là em làm liền bởi vì nó có sẵn rồi. Thôi anh dễ lắm, cái gì cũng được, đưa ra. Thôi anh không ăn này đâu. Cháo trở. Nó rất là tức. Rồi, có khi á, buổi sáng đẹp trời, trời ơi mình vương vai tỉnh dậy. Sáng nay anh đi quay đó em ủi danh bộ đồ đi nữa. Trời ơi, xét đánh ngang tay, tại sao không có nói trước. Hay quên một cách kinh khủng. Hay quên. Ê, còn cái này nữa nghe, anh đang rất muốn hỏi, đúng không? Yeah. Chồng em á, là một diễn viên xiếc cơ bắp cuồn cuộn, rất là mạnh khỏe. Yeah. Anh ấy, anh có mạnh mẽ và anh có nhiệt tình, mà thậm chí là cái tần sức nó hoạt động nhiều không? Anh Nghiệp á, thì thực sự ra thì ảnh là một cái người rất là biết chiều chuộng người phụ nữ mà anh thương. Với là ảnh có cái quy luật riêng của ảnh. Đôi lúc mình cũng có con cái rồi mình phải chăm sóc, ảnh cũng biết là mình rất là mệt mỏi, thì ảnh rất là thương vợ, thì ảnh nói là cái này không phải là chỉ là một cái những cái ham muốn đơn thuần về thể xác, mà nó giúp cho mình có cái sức khỏe tốt, lưu thông máu huyết rồi này kia, nói chung là ông vẽ ra rất là nhiều cái, và nói chung là ông dụ rất là hay. Tóm lại nó có mệt kiểu gì thì cũng hết mệt. Mà sướng. Ông dụ hay lắm. Chia sẻ cái bí mật của anh đi. Nếu như mà mình là người vợ mà thương ổng thực sự thì chắc chắn mình sẽ không thể nào từ chối được. Là vì cái lý do về sức khỏe giữ gìn của anh nè. Em nghĩ là tại vì em cũng có rất là nhiều người bạn học về tâm sinh lý, nên cũng chia sẻ nhiều về vấn đề đó, mà em cũng nghiên cứu, em cũng học hỏi nhiều. Thì ở trên mạng nếu mà mọi người để ý thì nó có một cái công thức số 9. Bao nhiêu tuổi thì cứ nhân với số 9. Lấy cái con số đầu tiên, ví dụ như em là 30 ha, 30 nhân 9 thì là lấy cái số đầu tiên là số 3, nhân 9 là 27, có nghĩa là 2 tuần 7 lần. Còn lúc mà anh hai mấy tuổi mà hai vợ chồng đến với nhau là hai người đều là 2, là con 2 đầu 9. Là số 2 nhân 9. 2 nhân 9 là 18, có nghĩa là 1 tuần 8 lần. Dạ. Nhưng mà cái đó là tuổi 20 anh, 20 đến 29. Dạ. Mình thì bắt đầu 30 thì nó nhẹ hơn tí xíu. Dạ. Ví dụ anh 40 cả. Anh Thuận bao nhiêu rồi? 40 thì 4 nhân 9 36. Là 3 tuần 6 lần. Dạ, sốt quá vậy. Thì cái đó là 3 tuần 6 lần quá ít. Cái đó ủa em ghê vậy luôn á hả? Không thể. Hôm nay chị mới với em làm gì cái em 5 năm trời rồi chứ em ghê chứ chết. Ba tuần cái 6 lần với anh vậy á, đương làm gì cái ông báo ông vợ ông có chữa cái gì này cái nọ, xong hồi cái nói chị ơi vợ em chữa nữa chị hoài luôn. Cái đó là biểu đồ chung. Còn nếu mà mình có thể tốt hơn thì càng tốt hơn, nhưng mà nếu mà ít hơn cái đó là có thể mình đúng rồi, cái đó là biểu đồ đúng rồi đó, bệnh đó, bệnh đó đúng không? Rồi bây giờ thôi tới em đi Nghiệp. Dạ. Vợ em thùy mị nết na như thế này có tật xấu gì không? Em nghĩ là xấu thì có ba cái tật xấu mà em cảm thấy là em khó chịu. Tật xấu đầu tiên đó chính là mỗi lần mà em đi công tác về cái làm thấy con một cái thùng, cái mở ra đầu tiên là máy rửa chén. Rồi cái lần thứ hai là máy xay chén, rồi máy sinh tố, nói chung là ABC tất cả các thể loại máy. Anh thấy camera đấy, ủa em mua cái gì nữa vậy mai? Em mua cái máy gì nữa vậy mai? Tức là anh rất là khó chịu khi một lần mà em mua một cái gì về. Giờ em cứ nói là thôi anh cứ việc chổng mông lên trời đi, còn bao nhiêu em lo hết cho anh cho. Chổng mông lên trời. Em chổng mông lên trời em thăng bằng mà. Thì có tiền về nộp cho bạn này để bạn đi mua thôi. Chồng không? Mong lên trời đi thế giới để cho em lo. Quá dễ thương. Rồi còn gì nữa? Xong rồi một cái này nè, em thấy khó chịu nhất này là đầu của bạn ấy, da đầu bạn rất hôi. Mỗi lần mà ôm nhau cái là muốn xa nhau liền. Sao kỳ vậy? Bởi vì bạn thích xài mấy cái dầu gọi xà bông thiên nhiên rồi này kia chị. Ông mua bộ kết không... của anh mà. Bộ kết của em mua về mà anh nói là hôi. Em xài bộ kết đúng không? Xài bộ kết đúng không? Mà không có mùi. Lâu lâu bạn quên một hai ngày lo con rồi quên gọi đầu một cái là mình rất mệt mỏi. Không có đâu. Cái bộ kết đó vừa mới gọi xong là nó không có mùi gì hết. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Còn một cái tật xấu đó là tỉ mỉ. Rất là thích làm những cái việc nhỏ nhỏ. Dạ, làm cho thằng nhóc em này nọ đó.
Thì ở trong trường đó là cô phát một cái tấm mền, chỉ cần viết cái tên vô là được rồi. Thì bạn ấy thêu lên, xong rồi thêu lên phải cắt một cái hình con voi để lên để biết là Hùng Tâm. Vậy thôi, bởi vì biết nhóc nhỏ nó thích con voi á anh. Dạ. Cứ làm mà ngày nào em ngủ là em thấy 1-2 giờ sáng hoặc là 12 giờ trưa thì thấy bạn thêu mà mình thương, bởi vì đã bị cận rồi. Mà em sợ nhất là chạy xe này kia mà đụng một cái nữa là tiêu luôn. Cái hình ảnh mà ngồi mà thêu ha, đó là hình ảnh phải nói là đẹp nhưng mà gần như bây giờ hết. Còn chăng là của những người mẹ của chị hoặc lứa tuổi chị đổ lên thôi. Tại vì em biết không, khi mà cái đứa nhỏ đó mà nó đắp được cái mền đó thực sự luôn, kháng thể nó cũng nhiều hơn, cái tình cảm nó cũng cảm nhận ấm áp hơn, bởi vì mình có cái trường sinh học của người mẹ truyền vào cái tấm mền đó. Trời, cái đó hay lắm. Với tính của Mai thì nói ra những cái điều đó là em khó chịu thôi, nhưng mà đều là tính tốt. Chỉ có một điều mà em mong muốn ở Mai thôi là bớt lo lắng lại. Cứ sống yên vui và luôn luôn làm những cái điều mà em thích thôi, nhưng mà bớt lo lắng lại. Thực ra đó. Thì anh Nghiệp, chính ảnh là cái người đã mang cái an vui lại cho mình, để mình có cái thời gian và có cái tâm thái để làm những cái chuyện đó. Đó là một cái sự cảm ơn về anh rất là lớn. Nhưng mà ảnh nó trong mong, ảnh nó cứ nói em là đừng lo lắng, nhưng mà chính ra thì em rất an nhiên. Còn ảnh mới là cái người lo lắng. Anh nói là anh chỉ sợ là anh không có diễn nữa rồi sao. Em cứ nói thôi, cái cổ đã bị như vậy rồi, bớt đi. Tức là ngày nào cũng vậy, em ăn cơm với muối cũng được, không có gì hết á. Còn con người là sẽ còn được. Hay hết quá. Tất cả. Như vậy có nghĩa là em cũng mong muốn là Nghiệp cũng bớt lo lắng đi, đúng không? Dạ. Cả hai vợ chồng đều mong muốn cái sự thay đổi á, là nói chung á, là cứ ăn vui nè, cứ gọi là tin rằng á, là mình sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Đúng rồi. Thì thật lòng luôn á, là bản thân chị hay là Bin hay là tất cả các quý vị khán giả cũng đều mong muốn điều đó cho vợ chồng em. Xin cảm ơn và xin chúc hai em luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái chưa? Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái không? Vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ, tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận. Hai em. Chào chị. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi. Hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Là em đang học thêm vậy? Văn bằng 2 nữa. Dạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng là cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà cái quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ, tụi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. Cô sinh viên này khá là xinh xắn, cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. Em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Khi em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi, tầm cả năm trời bạn không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ. Cái ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi. Ảnh buồn quá. Vậy đó hả? Chia tay mà có kế hoạch luôn á hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ. Thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình. Vậy thì mình mới Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là ma chảnh đi, anh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện với em biết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xưng vợ gì á, cái là anh nói hẹn thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau thì sao chị? Cũng mắc cỡ. Tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chat trên mạng xong ra ngoài gặp. Thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười không vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường nói chuyện thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm hay này nọ, mắc cỡ cái gì.
im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Ừ. Ấn tượng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á thì là lúc đó cái ấn tượng của em. Chị biết chơi mạng mà, thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em là lấy em này đi vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không. Tự nhiên mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi. Từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau á, yêu nhau. Tuần lễ. Tuần lễ. Em làm lễ lắm. Tại 4 tháng là cưới rồi. Rồi nóc ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái chưa? Nghĩ sao mà ngày mới đám cưới đám hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao nhắn tin hỏi nhà. Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha honey, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói lúc em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thấy thương lắm, tha nó đi gì nọ. Mày nói tin đâu vậy? Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ với em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ anh. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá mà chơi chơi quỳ. Em mới thành cho mẹ năn nỉ ba năn nỉ rồi. Em năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc á chị, ba em thấy khóc ba em tội. Thằng ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái rồi. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi. Ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không là em siêu phàm thiệt đó. Giờ chắc em về bên cưới về giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm rồi. Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều. Mình không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là anh vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong bây giờ nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết. Ảnh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á. Chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bên nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Sau mấy ngày đó thì ok, thì vẫn là đúng là như vậy. Thì em nói vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, gái gì cũng được. Cưới luôn cho rồi á. Ảnh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm mà anh không thể bỏ lỡ được em, mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn chị. Vậy mà khi mà em biết ảnh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu ý định em sao cũng được, em là vô tư. Rồi em cũng nghĩ sau khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có những gì thay đổi không? Kể miên man luôn không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Gái khác bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi. Em nhắn tin với anh ban ngày thôi. Mà ban đêm ai làm chị? Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa. Kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh. Rồi này nọ. Rồi em tức sôi máu. Cái em đòi chia tay. Tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa. Lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Rồi lúc đó là em không biết sao. Nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn. Tủi lắm chị. Rồi sao? Không có quỳ năn nỉ đâu. Là ba năn nỉ, mẹ vô năn nỉ liền luôn khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới, muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi. Cho nên cái gì bỏ được bỏ nó cũng chưa làm biết, gì. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì ảnh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ mà mẹ em thuộc dạng Á Đông chị. Kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ dùng cái bản tính của cái cách của con mà để uốn nắn nó lại từ từ. Cái đó mới hay chứ hơn cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay nữa. Nó là phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ con. Bây giờ vẫn thương chứ. Để em phải nói là tại vì em thương. Dạ, tại vì em chứ không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Lúc đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. À. Vậy tức quá mà, không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao? Sơn? Nói chung là em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra. Tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn phương gian mạng ra. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, nghĩ cũng quá tam ba bận, cũng không có thể nào mà cứ vị tha hoài. Vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao sơ? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không, thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm. Nằm mơ luôn à, chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, em đi chơi với gái không?
Mình thật sự em muốn suy nghĩ là em thời gian nào để em đem đi chơi với gái, làm xong là em đi về nhà, chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập thiệt cũng thằng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Coi hết xong rồi giải quay giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Dân có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt điện thoại ngủ. Cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em mệt đúng đi này kia nọ, không biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình Vợ Ông Sơn đó. Cái đó là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ, giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em. Thấy bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm đó thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Cái đó là chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì mới khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở rảnh lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt bây giờ không? Trợn mắt lên nạt nộ em, biết là những người nào mà gọi mà nhầm số. Anh trợn mắt lên anh ghen chưa, với em đó phải lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn ghen dữ vậy đó hả Sơn? À, nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Ghen trong ngày là trong sao? Ngày thôi hả? Là sao? Xong cái đó là thôi. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên nào đi theo dõi vợ nữa không? Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Cái chuyện đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính của em, ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Mà bây giờ đến khi chồng nuôi nữa thì em nói thiệt, em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích. Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái gì, tích sự gì hết, nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thì em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái ảnh nói là làm thư ký bất cập đi sếp suốt ngày này nọ, làm sao mà có chồng còn vậy. Cái là ảnh la lên một cái. Họ nghĩ em thì em chồng thích thì em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và anh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2 bằng 3 đó, cứ đi học đi học đi. Không sao đâu. Không có tới già mà em muốn chứ. Là chồng ở nhà, ở nhà rồi chồng dạ, em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị, cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy đó, tính hay suy nghĩ đồ này nọ, làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện đó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm, chuyện gì giải quyết không được đó. Em là đơn giản lắm, ví dụ như thích cái này, ok làm cái này. Còn không thích thì thôi dẹp qua bên, chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này thôi vậy thôi sợ thôi khỏi làm dẹp luôn đi, tính em vậy á. Em á thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không thể nói được, nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy, hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy, làm sao em nói được. Xong rồi em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á, ảnh nạt cái em tủi khóc liền á. Không bao giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh á là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn, kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi, để còn lo gia đình của em rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy gì nè, chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em, nhưng mà ảnh á thì lại con người ảnh lại đơn giản, không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình, cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy đó. Còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì, chứ còn không có muốn mình tự nói ra hiểu. Tại vì lúc đầu anh phải tự hiểu em muốn cái gì luôn. Đó tại vì không phải tại hiểu quá nên biết vấn đề nó chẳng là gì hết á, vì làm quá lên thôi. Thì đó, ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ
mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trong em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á, là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe sao là... dám em thiệt luôn. Đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á, cái điều đó là đúng. Nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm, thất bại một hai lần á, thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, dè cái đi, ăn trong. Em đâu có gì đâu, phải về thôi. Thường 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 thôi mà em chỉ có ôm và hôn vậy thôi. Đó, 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 thể hiện đi, đó, đó, thể hiện đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Dạ. Nắm tay là lớp 9. Dạ. Dạ. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi. Dạ, lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bớm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động như viết thư? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á, nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập, gửi cho em, em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước, xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi. Mà em mới là... lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học với là học không chịu học á, nên là uống cà phê đó là nên em thì em không thích lắm. Cái hai chồng không thích nhau, cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại. Cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát, nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Dạ. Sau đó là nắm chia... tay rồi đạt nắm, được mục đích rồi nắm tay rồi là thôi rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng chấm địa điểm không? Dạ có, ở nghĩa trang hoài. Dạ có, nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thiệt vậy em nội? Dạ chuyện tình tụi em nó ly kỳ lắm. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có kể đi luôn. Chơi chung. Đứa thân nhau quá, anh lớp 9, cũng có bồ. Lớp 9 là chia tay nè, dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ đến lớp đầu năm lớp 12, bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Sau quá trình chơi thân, là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12? Dạ. Nắm tay là lớp 9? Dạ. Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hôn đầu tiên là... Dạ thì là cái 2008 đó, là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hôn nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hôn ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hôn một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. À, hẹn dạ. Chị bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là... Nghĩa địa nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như vậy? Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là sắp chia tay luôn. Ông này ông bay bướm thì sao? Ông quen mấy dạ, cô. Dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không, ảnh nói cũng có. Xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau mà là em, cái tính em là
em thích giao lưu bạn bè ở đó. Vợ em chưa có lên với em học ở đó, em buồn, em học kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Không? Dạ, giao lưu với gái đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi, chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Không làm gì mà chắc phải là mà dùng, em không chia được. Dạ, chị khổ nhục kế luôn. Đúng, thì đó để hỏi anh nè. Dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp, anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu km? Mười mấy cây số ha. Dạ, 12 cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống. Trời ơi. Nãy em là thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ, anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay xếp cho em. Đó. Dạ, 1000 con hạt giấy. Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân. Đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay anh được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ mấy? Dạ, cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ, 3 năm. Rồi, bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ, đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. 3 năm 2 đứa. 3 năm 2 đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu ảnh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ. Nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy, ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười. Nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên. Mà cái đó không phải tật xấu, tật xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ, tật xấu. Rồi ảnh nóng tính. Đó, cái đó đó, cái đó. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á, nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi. Cái nó quậy mà anh nói không nghe là nhiều khi anh nổi nóng lên là anh la con rồi anh nhiều khi anh đánh con luôn. Đó, dạ. Đó xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là chỉ có gì như cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ. Thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì vợ em ít. Chỉ có cái những cái nhỏ nhặt, ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm, do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ, tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này, nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ. Mà làm biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đổng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè ngoài xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Trời, sao lý do là em cưới vợ ba. Chia sẻ với em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà rồi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nó nghe này xong đi bác sĩ, tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó rồi ấy rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa dạ cũng còn, giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt nên lại. Bớt lại tại vì nó cứ điều độ là hết quá. là hết nóng tính hết nóng giận à. Có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Dạ, em hiểu dạ. Không vừa chăm hai đứa nhỏ rồi dạ. Quán xuyến chuyện gia đình á dạ. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa, nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi dạ. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á dạ. Em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều dạ. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả dạ, lên dạ. Dạ. Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con
thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ cái chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này, đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe, bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn hai đứa nha. Nên mình thì quân sư cho bạn này, bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Trước khi cưới á, cái làm đủ cái trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới. Nhưng mà thật ra không thay đổi gì á, chỉ là bưng bít. Bưng bít. À, bưng bít thôi lắm á nha. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng đầu tiên. Chị Dân có thấy không? Với một hành động của mình có thể cho thấy được chú rể là một người chồng rất chu đáo. Thực ra là các cặp vợ chồng son á luôn luôn vẫn còn giữ được cái ga lăng lịch lãm giống như là hồi còn yêu, đúng không? Bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Hạo Nhiên, hiện 32 tuổi, đang làm chuyên viên về công nghệ thông tin. Còn em? Dạ, em là Minh Thư, hiện là công nhân viên chức. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em là học chung nhau từ hồi cấp 2. Thì gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên có một cô bé nhỏ ngâm ngâm mà luôn luôn sử dụng chập bướm để lột tóc, nhúng tóc trên đầu. Thì lỡ khác hết tất cả các bạn nữ khác nên để ý. Ủa chứ các bạn khác thì kẹp kẹp gì? Không có khác thì để thường thường để tóc ngang, tóc dài xuống thôi. Riêng bạn này là cứ kẹp bướm, kẹp bướm cái đầu đúng không? Bướm màu gì? Bướm màu hồng chị. Vô lắm vậy. Cháu này xuất hiện trong chương trình hôm nay. Em không có đi kẹp bướm trên đầu. Em già rồi. Vậy thì còn em ấn tượng về anh này từ khi nào? Ấn tượng á là thì là chồng em á, vừa trắng vừa tròn vừa mũm mĩm dễ thương đó. Mà em thì lanh chanh lách chách, còn chồng em thì ngồi góc vậy đó. Hai người học chung lớp không? Dạ. Chung lớp. Có chung chung bàn không? Dạ không chung bàn. Ồ vậy hả? Rồi tụi em học với nhau suốt luôn hả? Hai lớp 9 là chuyển trường thì bẵng nhau khoảng một thời gian là từ khoảng 6-7 năm thì mới gặp lại nhau. 6 năm sau bạn gặp lại nhau, vậy thì lúc đó cái cảm giác như thế nào? Thì đó, vô tình cái gặp lại cô bé này đi ngược chiều. Ủa em gặp rồi em có nhớ ra liền đó là cái cô bạn mà cột tóc bướm không? Nhớ như vậy. Vậy thì gặp nhau bùi ngùi. Dạ không có bùi ngùi, tại vì cô bé này đang là bồ của bạn thân. Mà lúc đó em đang phụ lý một cô ghép cô bé khác mà cô bé là bạn thân của bạn này. Cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng chưa có gọi là một cái gì gọi là có tình cảm gì đâu. Thì đúng rồi. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn mới thật sự là có tình cảm? Sau đó khoảng một năm thì bạn này thì có trục trặc với người yêu. Bên em cũng đang có vấn đề cô bé bên kia. Nên mình thì quân sư cho bạn này, bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Vậy thì ai là người có tình cảm trước? Cái thời gian là quân sư thì hay nói chuyện điện thoại qua lại với nhau. Cái tối lại về nấu cháo cứ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có một bữa là em nói thẳng luôn, bây giờ ông muốn quen tôi thì quen rồi, còn quen chơi thôi chứ không có quen thiệt. Quen thử rồi mình quen, mình hợp với nhau thì mình tiến tới tiếp tục tìm hiểu, còn không thôi mình chia tay. Vậy là thử yêu. Dạ. Vậy thử yêu. Sao? Em trả lời sao? Dạ thì mình đó thì tại vì em cũng không có vướng bận gì nên cũng thử cho biết nha. Vậy thì thử như thế nào? Cũng bình thường cũng này đi chơi thì cũng lúc là hai đứa lúc này nhiều người coi mình đâu quan tâm đến họ thế nào mà họ quan tâm mình thế nào, thì sau đó mình nhận ra là mình có tình cảm thật sự với họ, bên vợ em mà bên vợ em cũng tình cảm thật sự. Là vậy thì trong quá trình yêu nhau chắc chắn hai bạn phải trải qua một cái giai đoạn gian truân và trắc trở hay là trơn tru? Nó vừa gian truân mà nó cũng vừa có trắc trở. Trắc trở sao? Cái tính thì thật sự là không hợp ngay từ đầu, rồi biết là không hợp rồi nhưng mà cố ráp lại coi nó khớp hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian yêu nhau chia tay mấy lần? Đến không hết luôn hả? Rồi thì bao lâu thì hai bạn cưới nha? Lúc quen lúc cưới là 10 năm. Sao lý do gì mà yêu nhau tới 10 năm dài đằng đẵng đó vậy? Cái này là lỗi tại em. Bản thân em là thích tự do. Em nói cưới hay không cưới không là vấn đề, bạn chồng ở nhà có vui hay không, hợp với nhau. Vậy thì bây giờ hai bạn sau khi nó cưới rồi thôi, hai bạn có thấy là vui nhau? Nó nặng nề. Nặng nề. Trách nhiệm nhiều quá. Tại vì mình độc thân nó khác, mình có gia đình nó lại khác. Ủa vậy sao em không có giữ vai trò giống như là hai người quân sư? Ví dụ như em nặng nề quá, em nói anh giờ em nặng nề quá, giờ làm sao? Quân sư cho em đi chứ được. Ngược lại
hai bạn từ quân sư mà yêu nhau mà đúng không? Dạ, thì bởi vậy tụi em mới tham gia chương trình đó, coi như một cách làm mới, coi như biến cái 10 năm cũ bỏ đi, làm lại. Chị như vậy là áp lực dữ lắm nghe chị. Đó, bởi vì anh với chị Vân sẽ làm một cái động thái như là giúp cho hai bạn nó bớt nặng nề. Trước khi lúc em quen nhau đó cũng không có vấn đề gì nhiều, mà đến lúc cưới thì lại có rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc cưới thì vấn đề xảy ra là dị ứng toàn người luôn. Thế là cưới là vợ lo hết, vợ đi mời thiệp, vợ đi đặt khách, đặt nhà hàng. Rồi đến lúc mà đêm tân hôn thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Lý do là chồng dị ứng hết rồi, không thể nằm chung vợ được. Rồi sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng lại vô gia liễu, nên không cái động phòng là tụi em đi sau khoảng đi, một tháng trời gọi là dập mặt đó, là ở trong gia liễu. Chắc là em bị dị ứng cái sơ quá chất. Dạ đúng rồi chị, sơ quá chất. Dạ đúng rồi, em không chưa biết là những người phụ nữ khác là chứ. Vợ em thì cởi đồ cưới ra xong là lấy thuốc chấm chấm toàn thân. Sao không để hết dị ứng mà cưới? Dạ là đặt để hết phát rồi. Dạ, tôi nghĩ là trước đặt một tuần lễ ngày cưới là phát dị ứng thiệp hết rồi. Dạ. Ủa rồi yêu nhau lâu quá vậy là coi như là biết nhau hết, hiểu nhau hết vậy đó. Rồi lúc lấy nhau về có gì khác hơn lúc yêu nhau không? Chồng cũng sốc nhiều quá. Sốc quá hả? Dạ. Ví dụ trước khi cưới á, cái làm đủ thứ trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới, nhưng mà thật ra không có thay đổi gì, chỉ là bưng bít. Bưng bít. Ê, dùng bưng bít hơi nặng lắm á nghe. Nặng lắm đó, đáng khác nào qua mặt hay chỗ. Bưng bít cái gì ta? Bưng bít, bưng bít như là xấu luôn đúng không? Còn cái gì mà xấu ghê gớm hơn nữa không? Xấu xấu quắc luôn á. Xấu của chồng em á. Xấu chồng em á là ở giờ không chịu được luôn á. Tại chồng em là thường thường hay trực đêm, ta mang màn chải hay là đồ cạo râu hay là cái gì á, khăn đồ đi theo để ta rửa mặt buổi sáng. Không thôi chi em để 2 ngày 8 lần cho tiện gọn. Thì không vậy, 2 ngày 8 lần nếu mà sao không đánh răng rửa mặt luôn á. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là gì? Hay là mềm lắm. Nhưng chồng về cái quên khóa cửa thôi, mà chị quên khóa cửa, anh ơi ra khóa cửa đi, thầy nói một câu vậy thôi. Nói từ lúc mà lấy vô nhà lấy chìa khóa ra khóa cửa vô nhà xong rồi hút thuốc hết rồi chưa hết là bạn cũng cần về cái chủ khóa cửa. Có con chưa ta? À, chưa chưa đúng không? Mới hai bạn chị. Hai bạn tính bao lâu thì cái có bị... con cái là coi như trời cho thì lúc nào thì có. Vợ em thì chưa muốn con này nhưng mà em rất muốn có con. À có nghĩa là do em đúng chưa? Em chưa muốn có con vậy mà em lại đổ thừa. Con là gì vậy? Vậy là em đang bưng bít. Ủa mà lý do là sao? Có đứa trẻ thì nó trách nhiệm nhiều lắm. Mà chồng em thì giống như em đang có đứa trẻ 30 tuổi rồi. Em có thêm đứa nữa chỉ cho em khổ dữ vậy. Ba mẹ gào thét rồi, gia đình rồi, dòng họ ai cũng gào thét. Mới nói mẹ vợ nhà, mẹ nói mẹ nói mèo còn đẻ được chứ sao mày không đẻ. Nói chung cũng còn đã không tư tưởng. Nhiều khi em có con chồng em lại thay đổi, biết đâu nhờ đứa con cảm hóa được sao. Bạn yêu nhau cả 10 năm chưa cảm hóa được mà con sanh ra một cái là tự nhiên đó, chồng thay đổi liền. Mà chơi trò chơi rất mạo hiểm. Vậy tật xấu giờ em còn gì nữa không? Hay chơi chồng là sao không bằng chồng người ta. Sao không anh không có đấu đá người ta? Anh coi đi chồng người ta kìa. Chồng anh lấy ham. Thì cũng nói lại chứ em lấy thằng kỹ thuật chứ không phải lấy thằng kinh doanh đâu mà đòi hỏi. Chưa chắc nghe. Vậy em muốn chồng mình có những sự thay đổi gì không? Chồng bớt lười. Thế còn em? Thì em muốn là vợ bớt nhằn nhằn đi. Hai là chồng về nấu cơm có sẵn nhà đi. Đó, rồi anh về nhà rồi em mới nấu cơm. Về phải chờ nửa tiếng có tiếng xong được ăn cơm. Mệt mỏi rồi đi ngủ luôn. Không phải em không biết nấu ăn. Mà nấu ăn á, mà lần nào cũng vậy á, cứ 7 bữa thì là hết 4 bữa ông nói chút nữa anh về, chút nữa anh về, một chút á, nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng. Mà cơm canh nó nguội, mà để cứ dư như vậy thì đồ ăn ăn lại đâu có tốt đâu. Đó. Không lại nó đâu có tốt. Không, cái gì cũng phải có lý do, đâu phải tự dưng mà vậy. Còn gì nói luôn đi. Mới nhất là hai vợ chồng không có một đứa con. Thực ra gì nè, vợ của em á, là đầy đủ tố chất để làm người mẹ. Thứ nhất á, là cái người phụ nữ sạch sẽ, đó là cái điều cần thiết nhất để có thể chăm sóc một đứa nhỏ. Thì con nít mà, nó mong manh lắm. Những người phụ nữ bê bối mà tỉ dụi mà đổi ngược lại cái vai trò mà em chăm sóc con em là thấy mệt mỏi rồi. Thứ hai là nấu ăn được cho chồng là đã biết nấu để chăm con rồi. Rồi bây giờ ông chồng mà nó mong muốn cái điều đó, vậy thì em có đồng ý hay không? Đồng ý chứ, ngoại trừ là chồng em phải đúng giờ. À, bây giờ là phải có một người nói như thế nào thì bên kia mà ta mới đồng ý cái chuyện mong muốn lớn lao của mình. Đó giờ sao? Anh cứ em sửa. Sửa rồi đó. Sửa vụ mà giờ giấc đó. Bây giờ người ta đã đồng ý ta sửa rồi kìa. Bạn thì sao? Đó, hai người đứng lên hứa với nhau.
Em đồng ý cho anh cơ hội làm lại lần nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi cũng đồng ý là xin cho anh một đứa con. Đúng. Một hoặc hai đứa. Và tôi hy vọng là ngay sau chương trình ngày hôm nay thì có thể là tối hôm nay các bạn thử và sẽ có tin vui trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn hai bạn. À chắc là có cái thiên duyên tiền định gì đó. Quyết định là tấn công dồn dập luôn. Cứ cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em duyên bên kia chứ đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi giời. Đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư. Kêu em sửa. Máy vi tính à? Máy vi tính. Em cũng chuyên nghiệp lắm đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ gì đâu. Nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok quốc. Bà chồng tiếp theo. À, hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Trương Hoài Nam, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Em được 27 tuổi. 27. Em là Phan Hữu Kim Ngọc, là nhân viên văn phòng, cùng tuổi với chồng em. Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là hai bạn là có một cái mối tình từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Sao anh hay vậy, anh có coi bói không vậy? Ôi, em hay quá vậy thôi. Thì em quen cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Từ hồi là còn đang sinh viên. Sinh viên đại học. Dạ. Thì quen nhau trong cái ngày đầu tiên vô luôn. Đầu tiên đi học đó. Dạ. Thì mới dưới quê lên bỡ ngỡ lắm, em tìm cái lớp của em ở đâu. Thì em thấy cái cô này, ủa sao giống cái cô mà ở dưới quê mình đang cua mà không có được, cua cả năm trời không được. Có khi nào cô đó không ta? Dù vô tình xếp hai tụi em lại chung lớp, thành ra là chắc là có cái thiên duyên tiền định gì đó. Quyết định là tấn công dồn dập luôn. Mà cứ cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em duyên bên kia chứ đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi giời. Đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Em vô lớp mà hả? Nhiều khi mình cũng muốn để ý người này người kia, giờ mà anh này anh kia mà sao giờ đi đâu cũng thấy đây, ngồi gần gần đó vậy đó. Cứ yêu cầu gì là em có đó, mà muốn cái gì là em chạy đi, em đi mua. Nhiều khi thằng hắn em biết cái gì rồi. Rồi thôi. Kết hôn vậy hả? Đâu khoảng tháng mấy. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là trong lớp hòa đồng vui vẻ thôi, em hỏi thì em trả lời đối đáp lại. Sao em thấy phiền quá em nói thẳng luôn, nói tôi có bạn trai rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Lúc đó là trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Lúc đó là buồn giống như là hết muốn học nữa rồi. Tiêu tán hết rồi, không biết giờ sao. Xong cái nhưng mà em điều tra có radar mà em điều tra cô này sắp chia tay rồi. Có cơ hội nhào vô tiếp. Nhưng mà đổi chiến thuật giờ là âm thầm lặng lẽ thôi. Xong rồi có một cái cơ hội làm tự nhiên cái tình yêu của em bước lên tiếng thứ hai. Bữa đó đang ngồi học thì hai đứa cũng ngang ngang với nhau, em me mà cứ ngồi đó em gần à. Cái cửa sổ đây, cửa sổ mà kế bên học à. Không phải là một cái cửa sổ nữa, nó như một cái cửa hầm vậy đó. Thì em thắc mắc, em chỉ nói bâng quơ thôi, không biết trong đây có cái gì hay mà nhìn nó bí mật quá. Em cũng tò mò, em là tò mò còn hơn nữa, từ đầu em me rồi mà không có nói, bà này nói mở ra, chui vô. Lanh lắm, em chưa kịp gì là tự đâu. Em là... diễn tả bên đây đi cho khán giả thấy mặt em dễ thương lắm. Em diễn tả bên đây cho chị. Còn vậy cái lớp của em quay lại, em quay cái lớp của em lại. Quay lớp lại đó. Đúng rồi, đó. Bên đây. Em bắt đầu em nghe nói là em nhọt giọt vô liền. Em bước đâu được 3 bước, sao nó lạnh như trời. Mà nó tối thui, không có thấy cái gì hết á. Mà em đi bước từng bước, em không đâu thấy đường, nó cứ dịnh rồi. Em bước đâu được tới bước thứ 5 cái em muốn quay lại rồi. Thấy hiểu quá, sợ đúng không? Sợ quá. Nhưng mà công sức của mình là bao gầy dựng bao nhiêu năm nay, chắc là lần này là lần quyết định đây. Em đưa vô được đâu cũng tới bước thứ 10 cái tự nhiên dư cái hố đen vậy đó, xung quanh phía dưới chân em nó đổ xuống hết trơn, nó sập xuống hết luôn. Cái em lấy cái tài em chụp được cái thành lúc cái thành ngang cho em. Hồi em nghe một cái rầm. Lúc đó em học cái hội trường nó là lầu 4. Em xuống mà gớt xuống dưới em chết. Ủa chết ba, cái này là hội trường ở lầu 2. Là em đang trên nóc nhà em đang đu đeo. Trời ơi. Mấy cái miếng là phòng ở dưới, mấy miếng là phòng ở trên nó bầu rớt xuống, mấy bạn đang học ở dưới. Ở dưới thì là chí ché nhìn lên chị ý ơi ơi. Cái ông thầy giảng viên cũng ngừng học. Cái em xui cái nữa. Cái chiếc dép em đang mãn rớt luôn dưới. em lấy hết sức bình sinh em trồi lên trên, bò được vô lớp. Đang suy nghĩ chắc trốn quá, em tính bỏ trốn. Mà thôi giờ bỏ trốn thì cô này cô cũng lại đánh giá mình nữa. Thôi em chạy dưới để lấy đôi dép đi về. Lấy được đôi dép cái ông thầy ông nắm đầu lại. Em gái bảo vệ cô này luôn, không có kêu là cổ suối. Em nói là em làm rớt cái miếng giấy, em chui chổng em lụm, không biết sao rớt. Rồi em thoát được không? Thẻ sinh viên em bị giữ tới giờ em đâu dám quay lại em lấy đâu. Thì từ cái lúc đó em cũng ấn tượng với chồng em là
nhìn khờ khờ như vậy mà cũng men, dám chơi mà không có dám khai em tự nhận. Chân thành nghĩa là rồi là có cái tự, cảm tình. Em lúc đó em có cảm tình, bắt đầu cởi mở hơn, chứ trước đó là em không thèm nói gì tới hết. Tụi em mới bắt đầu cho bạn cơ hội. Cái cơ hội em đến lần nữa cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư, kêu em sửa máy vi tính à? Máy vi tính em cũng chuyên nghiệp lắm, đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ gì đâu. Nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok quất. Rồi cái lúc đó em gắn máy vô được, máy chạy luôn. Thờ phước chủ mai thầy sao á. Là thêm một cái ấn tượng tối với em nữa. Cái là trời khiến á chứ đâu có biết sửa gì đâu. Cái cụ lấy bánh kẹo rồi cho em ăn, lịch sự. Mà tay em bụi không mà đâu mà đút đi, gãi kèo đút. Tay chân cũng đang cầm hơn, cô lấy miệng cô đút luôn. Em nơ hết trơn, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng hết. Nói vậy là chắc có lẽ là em là người tỏ tình trước hả? Dạ thì cái đó cũng là em bật đèn xanh cho bạn đó. Thì em lúc đó em chạy xong rồi em chạy đường về, cái giờ chịu hết nổi, cứ nhớ tới cái lúc đó hoài, tấp vô lề. Nhắn tin liền, anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Rồi chính ra lúc đó em là chính thức quen nhau luôn rồi lúc đó. Rồi mọi thứ nó cứ im xuôi trôi rồi chúng em cưới luôn. Thế cưới xong về là có hòa vỡ thêm lần nữa không? Chồng em là hồi lúc chưa cưới thì em biết là có cái tật hay la cà nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng mà cưới về mới biết là quá mức quy định. Không có tuần nào mà không nhậu. Mà nhậu là hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng. Coi như là còn người là còn nhậu, chừng nào người ta đi về hết mà mình rủ mà người ta không đi nữa mới chịu về. Chiến hữu của em nó đô mạnh quá, em phải tiếp chiêu thôi. Nhưng mà em là một người bạn tốt, không bao giờ bỏ bạn. Đúng rồi. Em nhậu bả cũng đâu có vừa đâu, nhậu không biết đường về luôn. Tới 11, 12 giờ đêm bắt đầu gọi em ra rước. Rước xong cái về gặp em đúng hỏi đúng ba câu à. Anh biết em ăn gì không? Hôm nay em gặp ai không? Em uống nhiều chai không? Rồi hỏi ba câu đó tới sáng luôn. Không chịu ngủ, cứ nằm xong cười. Xong mới quay qua hỏi. Hỏi xong cười. Nguyên đêm luôn. Em bó tay luôn. Vậy mà cứ che em. Là em mắc cười hay là em giận? Thì em đâu dám nói đâu, mong bà ngủ chết quỳ lại luôn, ngủ rồi không chịu ngủ gì hết trơn trời. Em là bạn bè, chừng lâu lâu bạn bè ở xa đến em mới nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè thôi, chứ không phải là mỗi tuần đều đặn như chồng em. Ngoài ra vợ em còn có tính xấu gì không? Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi mà mở cửa mở tủ gì á, không kéo hộp tủ là cũng chữ, mở cửa ra không đóng cũng chữ, đi tắm rụng tóc không dội cũng chữ. Nhưng mà em là lần thứ hai thứ ba em mới nói, chứ không có nói lần đầu tiên. Người ta tắm rửa xong là sạch sẽ, còn chồng em tắm xong là em vô cái nhà tắm như bãi chiến trường vậy đó, dớ quần áo mọi thứ chỗ vậy đó, em phải dọn xong em mới tắm được. Thì làm vợ làm gì mới dọn chứ. Trời ơi, ghê chưa. Cào nhào em suốt vậy đó mà không bao giờ ghi nhận công lao của em. Bữa đó bệnh ta nói nằm mệt quá, hỏi giờ muốn ăn cái gì. Em ăn cháo cá lóc đi. Em mua cá lóc về em mần em làm đâu 3-4 tiếng đồng hồ làm xong xuôi hết rồi, bài biển dọn lên trên trước, lên ngồi ăn. Khi lên trên khều xuống em xong rồi, ăn xuống ăn cháo cá đi. Đang tưởng tượng diễn cảnh như hai vợ chồng mới cưới về ngồi ăn vui vẻ nói chuyện. Bà vừa mới đi trên cầu thang đi xuống, vừa nhìn xuống rồi quát vô mặt em xong. Chửi sụm. Trời ơi cái gì đây. Em nghe cháo cá mình cũng đang đói đang mệt, mình hí hửng mình xuống mình tính thưởng thức rồi. Vừa xuống chưa thấy cái nồi cháo rồi em thấy cái nhà bếp là ha, tao nói tày quầy hết. Nồi niêu chai lọ tao nói mọi thứ nên chỉ nghĩ tới chữ cái cảnh mà mình đang mệt mà mình còn phải dọn dẹp cái bếp nữa. Em nhớ tới cái tật bài của chồng em nên em càng tức thêm. Chữ tùm lum luôn rồi, em bỏ lên em đóng cửa em đi ngủ luôn cho mà ăn chữ mình luôn đi. Sao? Tự xử. Có bây giờ mà chồng em chửi em lại. Đâu vậy. Nhưng ngày xưa thì cũng đi lúc cua thì chửi lắm. Mà mình nghĩ trong bụng mai mốt cưới về mình chết với tao. Chữ là tao biết. Xong cuối cùng cưới về cũng vậy luôn. Đâu dám nói. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi gì? Bớt chữ, em chữ biết em không biết làm sao cho đúng. Thật ra là em chỉ cằn nhằn giống như là để góp ý thôi. Chứ bây giờ mà em không nói cứ vậy em cứ dọn hoài. Rồi mốt có con rồi em dọn thêm con nữa. Chắc em đuối luôn á. Tức là em bực bội chồng em cái chuyện mà bừa bãi thôi đúng không? Dạ. Giờ thực ra nên nãy giờ ngồi kể hết những cái mà mong ước về nhau rồi, những cái mà chưa hài lòng về nhau rồi, thì hai bạn cảm thấy rằng là hai bạn có thể dung hòa điều tiết những cái mà hai vợ chồng mong muốn để sửa đổi không?
Chắc từ từ cũng được, em bớt lắm rồi đó chứ. Ngày xưa em nhậu tuần có 5 bữa chứ nhiều. Trời ơi. Giờ em tận nhậu có 1-2 bữa em. Chứ đâu phải là nhiều đó. Mà nhậu đó là trong làm ăn bạn không? Bè cũng có, làm ăn cũng có. Nhưng mà cái vợ em mong muốn ở em á lại không phải là cái đó. Cái vợ em mong muốn đầu tiên là gì em quên à? Gọn gàng, gọn đó, gàng. Cái đó là cái em có thể làm được ngay chứ em đâu cần phải làm mai mốt hay cái gì. Em thấy em gọn gàng quá, em làm như em bê đê á. Em thấy em gọn gàng là em giữ gìn sức khỏe cho vợ em đó. Tại vì vợ em cái tánh nó gọn gàng. Mà giờ em không gọn gàng đó, phải bỏ sức ra nó dọn dẹp, nó này kia nọ nữa. Đúng không? Có làm được không? Được không? Chắc cố gắng. Rồi, cố gắng mà thực hiện nha. Rồi, xin cảm ơn hai em. Em chọn một cái sân của trường rất là nắng. Em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải. Cô ta cái tật lanh chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều. Mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Lương cấp theo tuần anh ạ. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần nào? Nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì một tuần 200 ngàn hả? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Đinh Mạnh Nam, năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Rồi, còn em? Em tên là Đỗ Thái Ngân, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh ạ. À. Một người là miền miền Đông, người miền Tây. Dạ. Đúng không? Vậy Đông Tây gặp nhau sao? Hôm đó là một ngày đầu tiên học quân sự, vô tình em với cô ấy chung một tiểu đội. Khi mà chia tiểu đội xong thì thầy hỏi là ở đây có bạn nào viết chữ đẹp lên viết danh sách dùng thầy. Cả 200-300 người chưa có ai kịp giơ tay, cô bé cô lanh chanh đứng lên. Chắc là em viết chữ đẹp luôn. Dạ cũng bình thường, tại vì ngày trước thì em hay tham gia binh đoàn á, cho nên là em rất là thích xung phong và được thầy phân công cho là đại đội phó. Đại đội phó thì lúc đó em là gì? Em là tiểu đội trưởng ạ. Trời, vậy là em quá thấp so với cô ấy đúng không? Dạ. Cho nên là em phân công chồng em làm tiểu đội trưởng thì chồng em không chịu, rất là hách dịch. Rất là khó chịu với em. Em là đại đội phó, dạ. Đây là tiểu đội trưởng thì dạ. Chắc chắn là em sẽ đi ông tiểu đội trưởng này dữ. Nhưng mà không anh ạ, ngược lại. Tại vì khi mà ở một lớp thì em là rất là có uy, nhưng mà khi mà nằm ở trong tiểu đội thì em chỉ là thành viên thôi. Anh ta rất là đì em. Đì cổ sao? Thầy có chỉ đạo cho từng tiểu đội là tập nghi thức quay trái quay phải với đi đều. Thì em chọn một cái sân của trường rất là nắng. Em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lanh chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều. Mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Cái tật lanh chanh đó, bắt tập mấy tiếng? Dạ chỉ cần 5 phút thôi là đã chịu không nổi rồi chứ. Đầu tiên cho quay trái quay phải, xong rồi đằng sau quay. Nhưng mà anh ấy cho em quay phải luôn. Thế là em tức quá, em quay, em nói vừa phải thôi nha. Thấy người ta không nói là làm tới. Rồi khi mà vô học lý thuyết thì em kêu là tất cả các tiểu đội điểm danh bạn nào vắng, kêu là cái con nhỏ số 10 nó vắng á. Thế là em lên em nhìn danh sách thì em mới biết là cái tên số 10 là tên của em. Rồi đại đội phó với lại tiểu đội trưởng là có lần nào xung đột mà đi đến xảy ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa? Dạ chưa ạ, chỉ là chơi khăm nhau như vậy thôi ạ. Cái lần là bắt đầu quay vòng vậy hả? Dạ. Sao thương nhau được ta? Vậy thì đến khi nào hai bạn để ý nhau? Dạ. Người nào để ý nhau trước? Cô ấy. Không, anh ấy. Ủa vợ ấy. Nói chồng nói vợ vậy cuối cùng lại. Tại vì ấn tượng đầu tiên của em là rất là ghét chồng em. Rồi cuối cùng là sao? Chắc là do ghét của nào chờ trao của. Thôi nó phải có một cái điểm mất nào, một cái nhân ngày nào, một cái giờ nào, và trong một cái thời tiết nào, không gian nào để hai bạn chợt nhận ra rằng là mình phải gắn chặt với nhau chứ. Dạ, tại vì có một lần là anh chồng em thì rất là dạy gái. Dạy gái hả? Một lần là vô tình là về quê kêu em là khi nào về thì nhắn tin cho Nam biết. 200+ học sinh chỉ có khoảng có gần 10 thằng con trai thôi, tại học lớp kế toán mà. Ở ký túc xá tâm sự với nhau. Bảo có con bé đó là đại đội phó mình nó ghét lắm. Mấy thằng đó nó với thách em là bảo bây giờ mày có tiếp cận được nó không, thách đó, tán tỉnh nó có được hay không. Thì ra là thách thức. Khích bác khích xong. Chính vì vậy mà cổ đi về quê rồi nên là gì nhắn tin hả? Khi em về em cũng chẳng thèm nhắn. Thế là gọi điện lại nói là tại sao mà Nam nhắn tin mà sao Ngân không có trả lời. Thế là em cho khâm lại, máy hết tiền rồi. Khoảng 10 phút sau á là trong điện thoại em là nhận được 50 ngàn. Em suy nghĩ là người ta đã nạp kẹt cho mình rồi mà chẳng lẽ bây giờ mình không trả lời lại thì nó cũng kỳ quá.
Thế là em mới nhắn tin qua nhắn tin lại. Thì từ lúc đó là tụi em có cảm tình với nhau. Đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau 2 tháng 11 ngày. Đến khi nào mà cưới nhau? 6 năm à? Hơn 6 năm. Trời ơi. Là mới đây hả? Hay dạ, em mới cưới. Cái ngày đám cưới có cái kỷ niệm gì nó ấn tượng không? Ngày đám cưới thì do là chắc trước đây cô hay giận quá nên ngày đám cưới nó cũng có một chút gì đó trục trặc. Thay đổi xe hoa đến 3 lần. Là sao chị chưa hiểu? Dạ, em với vợ em là cách nhau là khoảng 150 cây hai nhà. Từ buổi tối là đi đón dâu đi được 20 cây thì cái xe đó nó bị lụng vỏ bên phải. Thì cái xe đấy không mang theo vỏ sơ cua. Thế là phải dời hoa qua một cái xe trong đoàn khác. Đi khoảng thêm 60 cây nữa, cái xe lại bị lụng tiếp. Cũng cái vị trí đó luôn. Đánh sau bên phải luôn. Dạ, thay cái vỏ sơ cua của xe đó vô thì cái xe đó cái vỏ nó lại bị phù một bên, không thể chạy được xa. Thì ráng chạy thêm xíu nữa thì điện cho một cái xe trong đoàn cùng hãng cùng hiệu quay lại cho mượn cái vỏ sơ cua thay vô. Xong xuôi thì cái xe đó lại không nổ được máy. Lúc đó không còn cách nào nữa thì thôi là em phải điện một anh bạn cho mượn một cái xe. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi. Lại dời hoa qua xe đó, dời lần thứ 3. Tức là đi đón dâu mà đón từ mấy giờ? Cỡ 11 giờ đêm. Đi xuống nhà gái khoảng 3 giờ. Làm lễ xong 4 giờ, quay về nhà trai khoảng 8 giờ. Nghĩa là trưng chuyên như vậy đó hả? Dạ. Sau khi biết câu chuyện đó thì mẹ chồng em kêu là chồng em có cái dớp của ba chồng em. Là ngày xưa ba đi rước mẹ về thì trên một chiếc xe đạp thì đụng ngay vào cái ông xe càng lai hư xe của người ta. Phải sửa xe cho người ta và mẹ thì bị rách quần, phải mượn kim cái chỉ đi phá lại. Mà hai cụ năm nay là nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em mới hơn 50. Dạ. 50, còn 55. Là sống với nhau là mấy chục năm? Dạ, 30 năm rồi. Ồ, nếu vậy thì đó là một cái điểm lành. Từ đời ba cho đến đời con á, mà xảy ra những cái trục trặc như vậy, nó là cái điểm lành rồi. Vậy là các bạn sống với nhau cho gấp đôi 60 năm cuộc đời. Sau khi lấy nhau về á, rồi á, trong gia đình á, ai là người quản lý tiền? Dạ em ạ. Chi tiêu làm sao? Một tuần em cho lương cấp theo tuần anh ạ. Mà đi làm cơ quan thì cấp theo tháng, nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần nào bao nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì một tuần 200 ngàn hả? Chuyển khoản hay đưa tiền tươi? Tiền tươi thóc thật để ăn sáng uống cà phê. Ôi chuyện như vậy thì bạn có cảm thấy bạn khó chịu khi mà bạn còn nhận một cái số lương phải nói là quá ít ỏi trong vòng một tuần? Đúng rồi, chạy ra là có 30 ngàn ngày. Đúng rồi, tại vì bây giờ bạn ăn một buổi ăn sáng thôi thì tôi nghĩ là cũng phải là 30-40 ngàn rồi đúng không? Còn một tuần dạ, không, cái đó là chỉ là uống cà phê thôi anh. Còn tất cả như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là vợ lo rồi. Nhưng mà ảnh có thói quen rất là xấu, rất là hay giấu tiền. Giấu là giấu. Khi nào mà em thấy hết tiền thì em lại để vô. Cho nên là anh ta cứ hay thích giấu tiền để khi để lúc nào trong bóp anh cũng không có tiền nên mà em bỏ tiền vô cho anh. Có lẽ là bởi vì cái số lương nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng trong một tuần cho nên mới giếm. Chỉ dù em giếm tiền có cái đâu. Ngu sao nói. Giờ anh đang coi chương trình truyền hình mà. Nói đi. Không nữa, không có giếm. Không, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chồng em đi. Em thì em chỉ khai cái này là do là bị phát hiện em mới khai thôi nha. Còn những cái khác em không khai đâu. Rồi. Anh Quốc Thuận có xài bóp đúng không? Anh có xài bóp. Anh có thấy cái ngăn mà kéo nhỏ nhỏ, tờ tiền anh xếp có thể làm 6, làm 8 anh gài vô đó. Còn cái sim điện thoại đó. Dạ, sim điện thoại. Dạ. Còn bên ngoài thì anh để vài tờ tiền lẻ thôi, 10, 20 ngàn. Giờ em mở ra đâu thấy tiền đâu. À, cái chiêu của anh là em vô đông tích tây. Cho nên là chắc chắn một điều là sau chương trình này rồi thì chồng em sẽ không bao giờ bỏ tiền trong mấy cái ngăn nhỏ nữa. Nhưng mà em thấy như vậy, em cứ cho đó là một tật xấu của vợ. Đó là tật xấu của vợ. Quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Chồng em ngoài cái chuyện giấu tiền nó còn cái gì mà làm cho em bất ngờ? Có hay đùa nhây rồi lừa em. Lừa là sao? Em thì em không thích ăn thịt chó, thịt chùa. Cứ lừa em là mua về thì kêu là không, cái này không phải thịt chó đâu mà là thịt dê. Rồi thịt chuột thì kêu là thịt chim cút, rồi thịt chim bồ câu. Em ăn đi ngon lắm. Thế là em vẫn ăn. Ăn xong ngon lành hồi nãy. Em biết em ăn thịt gì không? Thịt chó. Em biết thịt gì? Thịt chuột á. Lúc đó phản ứng em sao? Sợ quá, em ớn mà em không biết làm sao, lỡ nuốt trong bụng rồi. Em nghĩ sao mà em thấy vợ em sợ mà em có lừa ăn chi vậy? Em ăn thấy ngon, muốn dụ cho vợ ăn cùng. Cái một phần là cũng đùa. Đùa nhây lắm ạ. Lúc đầu thì em vui vui, em còn chọc lại, sau riết cứ đùa xong em bực lên, thấy em bực là càng thích chọc nữa, chọc hoài vậy đó. Khi nào mà em giận lên mới chịu. Mà mỗi lần giận hay ôm mền gối ra phòng khách ngủ, khoảng cỡ tiếng sau thấy em ngủ một mình ấy, sợ lại ôm vô trong. Tự động giận tự động hòa. Rồi bây giờ cái điều mà bạn muốn thay đổi của chồng bạn là cái gì? Bớt nóng tính. Nóng tính à? Dạ nóng, hay nạt nộ em nè. Nạt nộ lớn tiếng. Tại cái tiếng anh bình thường nó đã lớn rồi, khi mà anh nóng lên thì anh cứ quát lên to lên ấy. Sao mà em nói là to? Anh la thử đi anh. Chắc chắn là chồng em là nói thì không bằng em rồi, để cũng ém lại đúng. Dạ. Không sợ mất hình tượng. Dạ. Ở dưới kia nhiều bạn nữ quá mà. Làm sao em làm gì đâu? Anh thể hiện đi, hôm nay anh thể hiện đi. Anh ngại, anh dám thể hiện. Sao dám thể hiện xấu?
Còn em muốn vợ em á thay đổi điều gì? Nhiều thứ lắm anh, không ăn bóc gì, bóc bằng tay á. Không phải là ăn bóc mà là nhiều khi ví dụ thịt gà luộc thì em là thích là dùng tay để bóc cho nó nhanh được ngon. Cơm với khô là giống ăn mới ngon. Dạ. Tại vì do ăn bóc nên là hay bị rơi đồ ăn ra nhà, miệng cô ấy bị mặt. Còn còn muốn cái gì đấy? Bớt sai vặt chồng. Một người thì muốn chồng bớt nóng, một người thì muốn vợ bớt sai vặt. Hai cái đó mà hai người cùng thực hiện là tự động bỏ được hết. Vì em sai vặt nhiều quá chồng ấy nóng. Vậy em bớt sai vặt cho nó hết nóng, có lý do gì mà đánh được không? Đúng không? Hai cái điều đó hoàn toàn tương tác với nhau đó. Mà sai tôi nhiều quá tôi bực tôi phải cằn nhằn đúng không? Tôi phải la chứ sao? Đúng không? Đơn giản quá.